Em Thiện xin được kính chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn xem nhà bán trên kênh Thiện Đất, bán nhà đất Hà Nội. Ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là một căn nhà đất tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện tại thì em đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Khuyến, giao cắt với phố Yên Bình, sát với khu đô thị Văn Quán. Cảnh quan xung quanh thì rất là đẹp với đường rộng, gần trục chính. Từ đây mà ra tới Đại học Kiến trúc và Học viện An ninh Nhân dân là khoảng hơn 1 km. Khu này thì còn có nhiều trường đại học lớn như là Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, gần với Viện 103, gần Hồ Gươm. Hồ Gươm ở đây là Hồ Gươm Plaza, chứ không phải là Hồ Hoàn Kiếm của quận Hoàn Kiếm nhé. Đối với khu này mà nói thì nhìn sơ qua, ta cũng có thể thấy rằng không gian thoáng, đường trục rộng rãi, nhiều cây xanh, nhiều chỗ đỗ ô tô. Một phần là do khu vực quận Hà Đông nó thoáng hơn, một phần có lẽ cũng vì nhà mình nằm ngay sát khu đô thị Văn Quán, nên là không gian tiện ích cũng được hưởng lợi rất là nhiều. Mời mọi người xem qua một chút về cảnh quan đường xá tiện ích. Sau đây thì em sẽ giới thiệu mọi người vào trong xem chi tiết căn nhà này. Xin được trân trọng gửi đến quý vị đây là hình ảnh mới nhất về căn nhà của chúng ta ngày hôm nay. Nhà được dựng xây trên thửa đất có diện tích sổ đỏ là 34,1 m², nhà 5 tầng. Còn đây là con ngõ trước nhà. Ngõ trước nhà khá rộng, thẳng tắp ra đường lớn, cách đường lớn chừng 30 m. Về lý thuyết thì xe morning có thể vào cửa được. Thiết kế hiện đại và tiện nghi bên trong, kết hợp với vẻ cổ kính ở bên ngoài, tạo nên một nét độc đáo không căn nào có được. Đây em đang quay là bên trong, sau đó em sẽ quay cái mặt tiền ở bên ngoài mọi người xem nhé. Đây là một căn nhà dành cho ai thích mẫu nhà mà có ban công. Hơn nữa là còn cách điệu, tầng thì ban công vuông, tầng thì ban công tròn, có trụ hai bên, như kiểu là kiến trúc của Hy Lạp hay là của châu Âu. Đây là tổng thể mặt tiền chính của căn nhà đấy ạ. Với cái diện tích này thì nhà được gia chủ thiết kế là 5 tầng, cầu thang thì ở cuối, mỗi tầng đều là phòng rộng. Công năng sử dụng của nhà là 3 ngủ, ở các tầng là 3, 4, 2. Nhà này thì có 4 khu phụ vệ sinh, chỉ có tầng 5 là phòng thờ thì không làm vệ sinh thôi. Trên tầng 5 thì sẽ có chỗ giặt, sân phơi và cái gian riêng dành cho việc thờ tự. Chính chủ sổ đỏ đang rất là cần bán để giải quyết nhu cầu riêng. Họ muốn đổi căn nhà này và cả đất này lấy 4 tỷ 200 triệu đồng. Giá đó thì họ có bao sang tuyên thuế phí tất cả, bao gồm cả phần thuế của người bán là thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ của người mua. Giá này thì cũng có thương lượng đàm phán với bất kỳ ai thiện chí mua ngay. Mọi thứ đều có thể linh động, quan trọng là quý cô bác anh chị đã xem xét kỹ lưỡng và nhiệt tình mua. Trang bị bên trong là cơ bản. Tầng 1 có kệ tivi, tủ bếp, đủ thiết bị vệ sinh. Các phòng ngủ thì lát sàn gỗ, cửa gỗ. Tay vịn cầu thang thì là gỗ, cầu thang là đá tối màu. Trong cái quá trình làm thì họ cũng đã chú ý để mở cửa bên hông và có cửa khe thoáng ở phía sau. Đây mời cả nhà lên với tầng 2. Tầng 3, 4, 5 thì cũng giống với tầng này. Bất động sản này có hướng là Đông Nam. Một số cái nét chính về căn này em Thiện xin được tóm tắt lại như sau. Vị trí nhà thì nằm sát khu đô thị Văn Quán Hà Đông, gần với Hồ Gươm Plaza. Diện tích là 34,1 m² sổ đỏ, nhà 5 tầng. Nhà bán theo hiện trạng như ở trong video. Có bao sang tên sổ đỏ, có bao thuế phí. Mức giá là chào bán hơn 4 tỷ một chút có thương lượng. Công năng sử dụng là 3 ngủ. Cơ bản là nhà ngõ thẳng, gần đường lớn, gần khu đô thị. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều thông tin ở khu vực khác, khoảng tiền khác và đương nhiên là diện tích thiết kế nó cũng khác. Quý vị quan tâm thì vui lòng gọi trực tiếp em Thiện để xem ngay. Số em là 0962 802 792 hoặc là nhắn tin điện thoại Zalo, Viber để đặt hàng trước. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bất động sản sau. Xin chào.